Chú có vợ có bao nhiêu đó chú? Còn cái lớn? Đẹp nhỉ. Mấy cái nhỏ nhỏ là chủ yếu trang trí rồi chú. Cái to này là nhiêu giống vậy? 102. Trăm được không giống? Trăm được. Mười người. Đẹp quá. Cái này gì anh bỏ chậu hoa vô đây mình hái được không? Đẹp quá. Cái này mua cái loại đó làm cật không bán được bốn. Cái này không có thể không bàn ra. 4-5 nghìn đây chỉ lấy cái loại đẹp. Cái này cũng đẹp quá này. Cái này bao nhiêu? Đẹp chứ. 20 cái vậy. Đẹp chứ cô Huyền. Con mua định mua này coi. Mua này. Mua gì con bỏ chậu hoa vô con cắm hoa. Chú ở đâu? Thanh Hóa nhưng mà chú từ Thanh Hóa chạy vô đây bón rồi. Hả chú ở Hòa Cầm hả? Mua hàng đấy, người Thanh Hóa đem vô đây. Rồi con tưởng chú quê ở mình đây chứ. Mấy cái này nhiêu? 35 nghìn. Đẹp lòng không tàu người ta người khổ lắm thì bây giờ hắn cơ sở người ta làm thì biết là phải là 100 người người nó cũng có tay anh hắn chẳng hạn gì là hắn cũng thấy cái hoa tay đấy, hoa tay của hắn đẹp phải không? Anh là được lên TV nữa hả? À, cô cũng được lên TV luôn rồi đó.